Nếu chúng ta không chịu thay đổi xu hướng, thì bây giờ chúng ta cần phải nghĩ ra cách tận dụng sự thay đổi đó. Anh muốn chúng tôi nhảy vào thị trường đồ tự làm sao? Phải. Sẽ có nhiều người tự thay đổi và sự thích riêng cho mình. Giữa cả ngày đem đi đâu? Chúng ta nên tìm cách để có thể kéo họ vào thị trường này. Cứ không biết à? Đi đâu mà không biết? Nghĩ thế nào về đồ thiết kế anh biết? Dân. Cô Yên Dân, cô đang nghĩ gì vậy? À không, tôi đang nghe mọi người nói. Chúng tôi đang nói về đồ thiết kế tự làm từ bản báo cáo lần trước mà cô đề cập đến. Cái tay. À vâng, tôi sẽ báo cáo từ một lại lần nữa. Hôm nay họp đến đây thôi. Mọi người nhớ đóng góp ý tưởng làm cách nào để phát triển thị trường đồ nội thất tự làm nhé. Năm đứa ạ. Vâng. Còn cô Yên Dân, cô ở lại một chút. Rắn. Năm đó là sướng rồi. Năm quay lại những vậy năm. À. Đó. Chân đâu rồi? Cô có chuyện gì sao? Không có. Không lẽ cô có chuyện muốn nói với tôi? Không có gì hết. Hình như giám đốc có chuyện muốn nói liên quan đến công việc. Anh nói đi. Không phải chuyện đó. Vậy thì tại sao anh lại gọi tôi ra đây? Hôm nay cô không tập trung học. Tôi nghĩ cô có chuyện gì đó lo lắng. Tôi gọi cô lên cho thoải mái thôi. Lấy lại tinh thần thì hãy vào trong. Vì ngoài này trời còn lạnh lắm. Tôi không sao. Cô nói chuyện giống cô gái mà tôi từng quen quá. Dù cô ấy phải chịu đựng rất nhiều, nhưng lúc nào cũng nói là không sao. Hay ra khỏi nhà sớm quá vậy, công việc bận lắm à? Cô cần gì phải không? Tôi cần vài tài liệu bên anh có liên quan đến dự án Pa Chu. Tôi sẽ nhờ anh Ly đưa cho cô. Sao nhìn anh có vẻ bực bội vậy? À đúng rồi, anh đã dặn tôi đừng quan tâm đến cảm xúc của anh rồi. Tôi biết rồi, có phải lần trước không? Cô nói là có nghe tin đồn về Trung Ly với Yên Dương không? Đúng là vậy. Tin đồn đó cụ thể thế nào? Cũng không có gì phức tạp lắm. Chỉ là họ nói hai người đó đang hẹn hò. Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? À, vì tôi sắp kết hôn với cô ấy, nên cũng không muốn có tin đồn thất thiệt quanh cô ấy. Anh đang lo lắng chuyện gì đúng không? Không phải, tôi không lo chuyện gì hết.
Mọi người đều đã biết tôi là vợ chưa cưới của anh Trung Minh. Nhưng vẫn đổi thổi chuyện anh ấy và anh Trương. Thì chắc họ phải dành cho nhau ánh mắt đặc biệt lắm. Tôi hy vọng sau này anh Trương nên cẩn thận hơn. Phải nói Trung Minh là người nên cẩn thận đi đúng. Anh tin anh Trương được bạn. Gì đó? Cô nói vậy là sao? Tôi chỉ không tin tình yêu Trung Minh dành cho tôi. Mày lạ quá ha.